T-Rex. Hi friend, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Wow, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm kiếm khủng long Lucky for Dinosaur Nessie. Wow, và đây mình có gì đây bạn? Quá trời những chiếc của long luôn các bạn. Dừng đã chưa kìa thấy không? Wow. Đây chúng ta có gì đây các bạn? Một con Spino khổng lồ luôn các bạn. Đây là con khủng long Spinosaurus có cái lưng nhìn như cánh bướm đây các bạn, nhìn nó to chưa kìa thấy không? Wow, và đây là con khủng long Spino của mình đây các bạn, nhìn ngầu chưa? Cái lưng của nó sẽ có một cái màu cam cam rất là bắt mắt đây các bạn. Đây là con khủng long Spino kêu to lớn của mình đây. Nhìn xịn cực kỳ lắm các bạn. Không biết cả mấy con khủng long Spinosaurus Venom như các bạn nó trắng bay luôn con khủng long luôn các bạn, nhìn ghê chưa? Amagasaurus này các bạn. Wow, và đây là khủng long gai Amaga đây các bạn. Đấy, có những chiếc gai khá là nhọn luôn đây. Đây là con khủng long Amaga khổng lồ. Đấy, các bạn thấy con gai của nó chưa? Rất là nhọn luôn, thuộc họ cổ dài lên nó khá là to lớn luôn nha. Amagasaurus của mình đây rồi các bạn, chúng ta còn khủng long khá là nhiều gai trên người các bạn. Chúng ta còn khủng long Amaga khổng lồ luôn vậy đó. Đấy, nó đang nằm nghỉ ngơi các bạn. Wow, Triceratops kìa các bạn, một con khủng long ba sừng Triceratops khá là to luôn. Wow, sừng của nó đây các bạn. Đấy, có vẻ gì đó vừa bị mài đi mất tiêu rồi. Có vẻ nó hút trúng cái cành cây hay gì nó bị gãy cái sừng nữa các bạn. Đây là con khủng long Triceratops màu đen của mình đây. Chúng thấy nó màu đỏ đây các bạn. Khá là đầu nha. Đây, Lesiosaurus, đây là con thằn lằn biển Lesiosaurus thì các bạn, con thằn lằn khổng lồ luôn. Đấy, đây là con được gọi là quái vật Loch Ness và bơi rất là nhanh luôn các bạn, nhìn đẹp chưa kìa không? Đấy, có một cái màu xanh khá là đẹp luôn. Xà lông Leso đây rồi các bạn, này chúng ta một con khủng long Lesiosaurus thì các bạn, trời to chưa kìa. Và đây là con Leso. Ok, và đây tiếp theo là dưới đây các bạn, một con Ankylosaurus nha các bạn, một con khủng long gai cực kỳ ngầu luôn. Chúng ta có một chú khủng long Ankylo khổng lồ luôn kìa các bạn, thấy con khủng long này nó bự chưa kìa không? Những chiếc gai khá là nhọn luôn nha, cái đuôi của nó là cái chùy rất là dày nữa nè. Đấy, xịn chưa kìa, đây là con Ankylosaurus khổng lồ của mình. Wow, nhìn nó đẹp. Đây là con Ankylo đây rồi các bạn, nhìn đầu con khủng long Ankylo khổng lồ luôn các bạn. Đấy, không là gai để các bạn nhìn ngầu chưa kìa thấy không? Vô kìa thấy không? Bên đây là Dilophosaurus đây các bạn, ở đây chúng ta có cả khủng long Dilophosaurus nữa nha. Đấy, đây là con khủng long Dilophosaurus của mình đây các bạn. Đấy, nó có một cái màu xanh lá cây và cái lưng của nó sẽ có một cái màu xanh dương đậm rất là đẹp luôn. Đó, hai cái màng đang phình ra ở đây các bạn. Wow, một cái khủng long Dilophosaurus. Dilophosaurus thì các bạn, chúng ta còn khủng long Dilophosaurus, con này có hai cái màng phình ra rất là đẹp luôn kìa các bạn. Đấy, chúng ta một con khủng long Dilophosaurus khủng lồ. Khá là đẹp. Barasaurus, một con khủng long thuộc chim màu vàng. Chúng ta có một con khủng long Barasaurus khá là đẹp luôn kìa. Đây là con khủng long ăn cỏ nha các bạn, mà tốc độ chạy của nó cũng khá là nhanh đấy nha. Xin chào. Barasaurus thì các bạn, một khủng long chim màu vàng chạy rất là nhanh luôn kìa các bạn. Nó có một cái màu vàng rất là bắt mắt luôn á nha. Nhìn ngầu chưa kìa. Bên đây là gì đây các bạn? Tyrannosaurus, một khủng long bạo chúa khổng lồ luôn. Chúng ta có một con khủng long bạo chúa T-Rex thì các bạn nhìn nó ngầu chưa kìa, với cánh tay khá là lạ luôn các bạn. Các bạn ở đây là khủng long đột biến với cánh tay dài bất thường nha, nó có màu trắng này các bạn, ghê chưa kìa không? Đây, wow, khủng long T-Rex, nó là khủng long T-Rex khổng lồ đi các bạn. Đây là con Tyrannosaurus khổng lồ đi các bạn, con này có màu xanh lá cây nhìn khá là tao nha. Bentaceratops đây à, đây là con khủng long với cái đầu là có tấm khiên nha các bạn. Đây là con khủng long Bentaceratops siêu to luôn. Đó, các bạn thấy cái phần đầu của nó chưa, nó là một cái tấm khiên khá là dày luôn, một cái sừng của nó khá là nhọn nữa này. Có cái màu đỏ đỏ gì rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Đây là con khủng long Bentaceratops của mình đây. Wow, nhìn ngầu ghê nha. Bentaceratops khổng lồ với cái đầu là một cái tấm khiên khá là dày luôn kìa các bạn. Đấy, nhìn nó to lớn chưa kìa các bạn. Ngầu chưa kìa. T-Rex, một con khủng long Lego, phiên bản Lego, khủng long bạo chúa Lego nha. Wow, nhìn ngầu chưa kìa, ở đây chúng ta có một con Lego T-Rex này các bạn, nhìn rất là bắt mắt luôn nha. Sẽ chạy qua đây, ít luôn. T-Rex, các bạn nhìn khủng long bạo chúa của mình chưa kìa các bạn. Khủng long cổ dài Brachiosaurus đây rồi, đây là con khủng long Brachio với cổ khá là dài. Con này nó có màu xanh xám này các bạn. Đấy, đây là con Brachio của mình đây nha. Nhìn rất là lạ luôn thấy không? Đấy, một chú khủng long màu xanh xám Brachio nặng từ 30 đến 9. Mình có khủng long cổ dài Brachiosaurus đây rồi các bạn. Chúng ta một con Brachio khổng lồ luôn nha các bạn, thuộc họ cổ dài khá là to lớn luôn kìa.
đi tận thật là to lớn luôn. Wow, cá sấu khổng lồ Dinosaur chết. Ở đây mình có một cá sấu này các bạn, một con Dinosaur chết màu vàng nữa nha, nhìn nó đẹp chưa kìa, thấy không? Wow, chú cá sấu ta to ghê chưa? Wow, của cá sấu khổng lồ Dinosaur chết các bạn, một con màu vàng nhìn đẹp chưa kìa, đâu ở đây chúng ta có một con cá sấu khổng lồ. Và đây là Blitz. Đây là con cá sấu Dinosaur chết thì các bạn, con cá sấu khổng lồ Dinosaur chết thì các bạn, to chưa kìa? Oh luôn. Và đây là con rồng khổng lồ, chúng ta đây là một con rồng hai đầu nha các bạn. Đây là con hai ra này các bạn, hai cái sừng của nó rất là nhỏ luôn này. Wow, chúng ta có một chú rồng siêu to lớn luôn kìa. Ngầu chưa? Lưng của nó sẽ có những cái gai màu đỏ đây các bạn, nhìn đẹp cực kỳ luôn thấy không? Đây là hai ra một con rồng siêu to luôn. Chúng ta có một con rồng khổng lồ luôn kìa các bạn, đây không? Chú rồng màu vàng siêu to lớn luôn kìa các bạn. Bentaceratops à, đây là con khủng long Bentaceratops với cái đầu là một cái tấm khiên khá là dày luôn và cái sừng của nó nhọn chưa kìa các bạn. Đây, chúng ta có khủng long Bentaceratops khổng lồ. Wow, nhìn đẹp chưa kìa các bạn, có màu tím tím màu xanh xanh cái này không, quá bắt mắt luôn nha. Bentaceratops đây rồi các bạn, chúng ta một con khủng long với cái đầu là một cái tấm khiên khá là dày, quá xinh, nhìn nó ngầu và nó to chưa kìa các bạn. Brachio à, đây là con khủng long cổ dài Brachiosaurus. Có một loại chiều khá là ngầu luôn nha. Thì nó cũng là cổ dài mà nó có cái màu đỏ đỏ đây các bạn, cà đỏ đỏ như này ha, đẹp chưa kìa không, cổ khá là dài rất là bắt mắt luôn. Đúng rồi, đây là một khủng long cổ dài Brachio đây rồi các bạn, thấy không? Đây con này nó có một cái màu hoa hồng khá là đẹp luôn nha các bạn. Đây là một khủng long Brachio Saurus mình đây. Iguanodon các bạn, wow, chúng ta có một con khủng long thuộc bộ móng vuốt Iguanodon nha. Nhìn đã chưa kìa, với cơ bắp khá là phát triển luôn nha các bạn. Đây, với hai chân sâu cực kỳ chắc chắn luôn, con này nó chạy rất là nhanh đấy chưa. Đấy, con này chạy bằng hai chân nha. Iguanodon chúng ta có khá là nhiều chú khủng long Iguanodon luôn các bạn. Đấy, chú khủng long với bộ móng vuốt khá là đẹp luôn các bạn, nhìn nó to chưa kìa. Dimetrodon đây rồi, đây là con khủng long Dimetrodon, con này có màu xanh lá cây đấy các bạn, lưng của nó có những cái vảy nhìn rất là ngầu luôn. Đây được gọi là con khủng long tiến hóa từ con cá rồi đấy. Đấy, không biết đúng hay không nữa nha. Đây chúng ta có một con Dimetrodon luôn các bạn, xin lấy cái con này Dimetrodon, đây con cá khủng long Dimetrodon nữa. Đấy, con khủng long đấy cũng cái phần bay nhìn cái cánh bờ và nó cá bay luôn kìa các bạn, cây rất là đẹp. Bachycephalosaurus à, đây là con khủng long Bachycephalosaurus với cái đầu khá là cứng, con người của nó sẽ có một cái màu cam cam này các bạn. Đấy, các bạn thấy con khủng long Bachycephalosaurus của mình chưa, nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây là chú khủng long khổng lồ Bachycephalosaurus đây rồi các bạn, chúng ta còn khủng long với cái đầu khá là cứng như các bạn. Nhìn nó ngầu chưa kìa các bạn. Amagasaurus, wow, con khủng long dài Amaga cực kỳ ngầu luôn kìa các bạn. Đấy, chúng ta có một con khủng long dài Amagasaurus kìa các bạn, lưng của nó sẽ có một cái màu tím tím nữa các bạn. Người cũng thấy không, đẹp chưa kìa, màu xanh của biển luôn. Wow, một con khủng long Amaga khổng, và đây là Amagasaurus gai không là gai. Nó có những cái gai khá là nhọn luôn nha. Lồn. Và chú khủng long cuối cùng ở ngoài này là một con Stego khổng lồ luôn các bạn. Đây là con khủng long Stegosaurus các bạn. Đấy, các bạn thấy phần lưng của nó là gai rất là nhọn luôn này thấy không? Người của nó sẽ có cái màu vàng vàng với các bạn. Đây là con khủng long Stegosaurus khổng lồ của mình đây. Nhìn đẹp chưa vậy không? Wow, chú khủng long khổng lồ gai không là gai đấy nha, bắt mắt cực kỳ luôn. Con Stego khổng lồ này các bạn, một khủng long với những cái gai nhọn, nhìn như những cái gói mái nhà nha. Đây là con Stegosaurus. Ok, mình đã thu thập được khá là nhiều con khủng long ở đây các bạn. Nếu thích video của mình, subscribe nhé. Wow.